Hello, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em sẽ quay một chiếc Nokia 6003 mới trong hộp full box. Hàng này hàng của Nga gửi về. Đây, đặc biệt email tamhoa6305666. Đó. Rất thích hộp, anh nào thích số 6. Cái hộp này chủ cũ. Không có giữ nhưng mà giữ kỹ nhưng mà nó hơi nhăn nhăn không đẹp thôi, nhưng mà sự là quan trọng bên trong. Đó. Đây, riêng 6003 màu nâu, thị trường bây giờ kiếm rất là khó. Và đặc biệt, hàng của Nga còn khó nữa. Anh chị nào lên mạng á, mà kiếm 6003 mà hàng thay vỏ lô nha. Vỏ lô bây giờ màu nâu còn không có rồi. Mà không chi vỏ zin mà full box. Đó, đây. Cái này miếng ganh ti nha anh chị. Miếng ganh ti này, miếng này nè. Anh chị nào mua gì lột này ra là mới tin nha. Để đi chống chày thôi. Đó, anh chị thấy bàn phím Nga nè. Được chưa? Này phím chữ Nga không thấy không? Đó. Bên hông mới. Không một vết hở nha. Sau lưng. Còn ganh ti camera luôn. Em đã nói khẳng định là màu nâu này bây giờ rất là hiếm. Và đặc biệt, cho dù kiếm vỏ lô cũng không có nữa. Không chỉ là vỏ zin, full box. Trời. Đó. Bên trong. Email. Made in Hungary. Tam Hoa 6, thấy chưa? Đó, anh nào sưu tầm mua là quá dữ, không phải đơn giản. Rồi, để qua bên đi. Bên trong nó có gì? Thì cũng như những máy khác, cục pin zin 4C. Đặc biệt pin zin thì xài ngon nha anh chị, xài 2-3 ngày là bình thường nha. Còn mấy cái hàng thay vỏ thị trường bây giờ là mấy trăm ngàn này, vỏ lô pin lô á, xài ngày ngày mấy à. Cái đó mình phải công nhận thôi, tại vì tiền nào của đó thôi. Hàng hộp của người ta mà. Tai nghe 2.5 mới tinh, chưa lột cái keo luôn. Đúng không? Cục sạc zin chua nhỏ. Sạc bên nước ngoài là 3 chấu. Anh nào mua về ra tiệm điện á, mua cục 3 chấu nối gắn vô bụp mấy ngàn xong. Trong đây. Trong đây là tờ giấy biên nhận khi chủ cũ mua bên nước ngoài. Đó anh chị thấy toàn từ chữ Nga không không? Cái email của nó nè. Đó, kéo hàng dài 3366 nè, 05666. Đây. Đúng không? Chắc chắn phải hàng của nó đúng đó. Đây. Em quay nè, email 6. Ở đây cũng 366, cái biên nhận của 366. Đó. Nokia 6003, ngày chủ cũ này mua là 5 tháng 9 2009. Tới thời điểm bây giờ là 11 năm mấy rồi nha. 11 năm mấy mà giữ một cái máy như vậy là không thể đơn giản. Đó, trong đây nó cũng những có đơn giản thôi, cái dĩa Eber thôi. Cuốn sách. Đó. Tờ giấy biên nhận gì đó. Thấy không? Nhìn vô góc này nè, các chữ nè. Bắc Ninh nè. Sài Gòn, Bắc Ninh, Việt Nam nè. Đó. Là cái gì em không hiểu. Chứ là mình không cần mấy tiếng Nga, mình không hiểu gì đâu. Đó, sổ sách Nga. Máy bên Nga là sổ sách tiếng Nga. Máy bên Mỹ là tiếng Mỹ. Nó thí dụ vậy. Đó, sổ Nga không. Rồi, ok. Mở nguồn thử. Hàng này đúng code nha anh chị. Đúng code là mở là cái giao diện là màu nâu luôn nha anh chị. Toàn chữ Nga. Anh nào mua chuyện chuyển qua tiếng Việt, tiếng Anh xài thôi. Đừng có chạy tiếng Việt ổn lắm nha. Đó, bây giờ em chuyển chỉnh với tiếng Anh nè. Đó, hàng thấy cái giao diện màu nâu không? Chứ anh dễ xài. Rồi. Được chưa? Ai sở hữu nó chứ cần lỗ ganh ti thôi. Làm mới ken. Như một nâu mới ở đâu mà ra nữa. Không đơn giản. Rồi, ok. Chúc anh chị đầu tuần vui vẻ. Bye bye.